Năm 2010, Volvo trở về với lại dưới thương hiệu của tập đoàn Geely. Thì hãng Geely của Trung Quốc đã không những không đánh mất những cái ưu điểm, những cái giá trị thương hiệu lịch sử của Volvo, đó là chất lượng sản phẩm và sự an toàn tối đa dành cho khách hàng của mình, mà họ còn giúp cho Volvo cải thiện những cái được xem như là khuyết điểm trước đây trong suốt chiều dài lịch sử của hãng Volvo, đó là thiết kế không được bắt mắt và không thiếu những cái ứng dụng hiện đại theo kịp với lại xu hướng thời thượng. Thì đây là sản phẩm xe Volvo XC90. Kể từ khi ra mắt trên toàn thế giới, XC90 đã đạt được hơn 240 giải thưởng về thiết kế trên tất cả hầu hết những cái nước mà nó đi qua. Cái điểm duy nhất mà chúng ta có thể thấy còn giữ lại theo cái lịch sử của Volvo, đó là cái logo có một cái đường gạch chéo từ phía dưới lên, từ phía trái qua phải. Mặt ca lăng cũng đã được thay đổi. Nếu như ngày trước Volvo hay sử dụng các mặt ca lăng có những cái đường chạy ngang, thì giờ đây các sản phẩm mới của Volvo đều có những cái mặt ca lăng chạy dọc. Cái ấn tượng thật sự, cái điểm cộng lớn nhất của Volvo XC90 khi ra mắt, đó là hệ thống đèn mà Volvo gọi là Full LED Active High Beam. Nghe cái tên, chúng ta cũng đã có thể hình dung ra được hệ thống đèn này là hoàn toàn là đèn LED, đèn LED. Điểm đặc biệt nhất là cái đèn ban ngày với cái mũi thiết kế là Thor Hammer, có nghĩa là nó giống như là cái hình cây búa của thần Thor, ngang và dọc. Đây là trở thành những cái đời sau với chiếc S90 hay những sản phẩm sau đó tiếp nối đều sẽ là, đây sẽ là cái dấu hiệu nhận diện của xe Volvo. LED chạy ngang này tách biệt cái hệ thống đèn trước ra làm hai tầng, thì ở cả trên và dưới chúng ta sẽ có đèn chiếu gần, đèn cos và đèn pha và đèn chiếu xa. Ngoài ra, trong cái hệ thống mà Full LED Active High Beam của Volvo, chúng ta cũng còn có thể hiểu được rằng là cái hệ thống đèn, cả đèn cos và đèn pha là nó là active, có thể mở rộng góc chiếu khi vào cua và có thể điều chỉnh trái phải lên xuống. Và dĩ nhiên ở High Beam có nghĩa là ở cái hệ thống đèn chiếu xa, chúng ta cũng có cái khả năng tự động bật đèn chiếu xa khi cần thiết. Thậm chí ngay cả ở dưới này, đèn sương mù cũng là đèn LED. Hệ thống rửa đèn áp suất cao, các cảm biến xung quanh xe, ở phía bên hông phía trước này một cái cảm biến 90 độ ở phía trước và phía sau, báo hiệu chúng ta biết là chiếc xe được trang bị hệ thống hỗ trợ đổ xe cả trước và sau, thì là không những là hỗ trợ đổ xe song song mà còn hỗ trợ cho hành khách đổ xe vuông góc. Ở phía trên này chúng ta có thể thấy được cảm biến gạt mưa, cảm biến ánh sáng, và đặc biệt nhất đó là cảm biến của cái hệ thống Adaptive Cruise Control, có nghĩa là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động sẽ giúp cho chiếc xe luôn giữ một cái khoảng cách an toàn với lại xe đi phía trước. Có một cái điểm rất đặc biệt mà Tâm rất thích ở cái xe Volvo mới, đó là thiết kế cái vòi phun rửa kính phía trước. Nó không có như những cái xe thông thường chúng ta hay thấy là nó nằm trên nắp capo hay nằm phía dưới, mà nó cái đường ống nước được dẫn ngay thẳng vào trong cái lá lúa, cái lá gạt mưa, cần gạt mưa. Thì cái ưu điểm của cái hệ thống này đó là khi chúng ta bấm phun nước á, thì nước sẽ không phun lên trên kính, nó sẽ gây mất tầm nhìn, mất cái tầm quan sát của hành khách. Đây là một cái điểm cộng, một cái thiết kế rất là ấn tượng, rất là hay, giúp tầm nhìn tốt hơn, an toàn hơn. Thiết kế của XC90 bao gồm rất là nhiều những cái đường gân dập nổi, trông rất là khỏe khoắn, rất là mạnh mẽ. Hệ thống đèn sau của XC90 là hệ thống đèn rất là đặc trưng theo truyền thống của những cái dòng SUV của hãng xe Volvo. Chúng ta có thể thấy ở đây là hệ thống đèn LED uốn cong ra bên hông. Ngay bây giờ Tâm mời mọi người cùng với Tâm tham quan cái nội thất của chiếc XC90 của Volvo mới. Ở đây, cái điều mà ấn tượng đầu tiên á, Tâm muốn giới thiệu đến mọi người, đó là cái sự phối hợp giữa các vật liệu nội thất của Volvo XC90 rất là tinh tế. Phía dưới này thì hoàn toàn được bọc da, kết hợp với lại các cái điểm nhấn như là cái cần mở cửa, mạ chrome. Ở đây chúng ta có hệ thống các nút nhấn là sơn một cái màu đen bóng, rất là đẹp. Ok, chúng ta có memory ghế. Giống như Tâm vừa mới chia sẻ, cái nội thất của chiếc Volvo đập vào mắt cái người vừa nhìn thấy nó vào bên trong, đó là sự hòa quyện giữa các vật liệu chế tạo nội thất. Thì cái người mà thiết kế cái nội thất cho chiếc Volvo XC90 này, đó là ông Robin Bates. Thì ông Robin Bates trước khi về đầu quân cho Volvo á, thì ổng là cái nhà thiết kế cho hãng Bentley, và ổng là cái người thiết kế cái khoang nội thất cho chiếc Flying Spur. Thì vì lý do đó cũng không ngạc nhiên gì lắm tại sao chiếc XC90 này lại có cái sự hòa quyện các cái chi tiết nội thất giữa các vật liệu, giữa da, nhựa mềm, nhựa cứng và kim loại một cách hoàn hảo, sắc sảo và tinh tế đến như vậy. Còn về mặt công nghệ, hai cái màn hình LCD, màn hình điện tử hiển thị thông tin, ngay lập tức đập vào mặt của Tâm ở đây là đó là cái hệ thống
hiển thị trung tâm 12 inch và một cái màn hình điện tử 9 inch ở trong cái khoang người lái. Nhưng mà cái làm cho Tâm rất là hào hứng đó là cái màn hình 12 inch touchpad ở đây. Vì lần đầu tiên Tâm thấy một cái màn hình touchpad mà nó can thiệp sâu vào hệ thống của một chiếc xe nhiều đến như vậy. Nó không phải chỉ đơn giản là màn hình để xem DVD hay là điều khiển máy lạnh hay là điều khiển hệ thống giải trí thông thường. Chúng ta thông qua cái màn hình này, chúng ta gần như có thể điều khiển hoàn toàn các cái chức năng trên xe luôn. Thì Tâm muốn nhấn mạnh một lần nữa, đây là cái màn hình cảm ứng mà Tâm thấy là nó can thiệp vào rất sâu trong hệ thống, đầu tiên và duy nhất và trong tất cả những cái xe mà Tâm đã từng trải nghiệm qua. Thứ nhất, đầu tiên là cái độ nhạy của màn hình cảm ứng rất là nhanh nhạy. Mọi cái hệ thống trên xe, từ hệ thống cân bằng điện tử nè, startup engine nè, camera đó, camera này có zoom nữa nha các bạn. Chúng ta có thể zoom kỹ lại vào trong hoặc là chúng ta zoom out ra, thì chúng ta có thể tắt hoặc bỡ hai cái light bên đây cũng được luôn. Đánh lái thì cái light nó sẽ quẹt theo ha. Rồi chúng ta có cảnh báo trệch làn đường nè, hệ thống đèn active bending light nè, tức là hệ thống liếc đèn liếc trái phải, và cái distance alert. Thì cái distance alert này nó cũng giống như là trên cái đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, đó là trên chiếc Ford Ranger Wildtrak á, là nó có một cái dãy đèn LED, khi mà chúng ta có nguy cơ va chạm với xe phía trước thì nó sẽ chiếu lên trên cái màn hình ở phía trước, nó giống như là cái HUD, cái húp kính, nó sẽ báo lên bằng ánh sáng để cảnh báo. Thì nó đây nó có rất là nhiều. Ở dưới này thì chúng ta có cái hệ thống điều hòa ở trong, thì nó cũng là touchscreen đó. Chúng ta có thể điều khiển lấy gió trong gió ngoài, nhiệt độ, chúng ta thấy điều chỉnh nhiệt độ ở đây, mọi thứ đều là touchscreen, hoặc chúng ta có thể nhấn chọn nhiệt độ chính xác. Và ở đây hệ thống lạnh trên xe này là hệ thống 4 vùng độc lập, có nghĩa là ở phía trước trái phải và phía sau trái phải là độc lập với nhau. Và cái xe cũng mang lại một cái lựa chọn bảng đồng hồ cho người lái. Chúng ta có những cái thêm, những cái chủ đề. Thì ở đây chúng ta đang để là chế độ performance. Thì ở phía bên đồng hồ bên đây chúng ta sẽ có cái bảng đồng hồ rất là thể thao. Tâm sẽ chuyển nó, ví dụ giống như là class nè, minimalistic nè, là chúng ta thấy là nó cơ bản nhất. Chúng ta sẽ có chrome ring, làm thêm một cái vòng chrome ở xung quanh. Distance alert, chúng ta có thể on off nó, giống như Tâm nói là cái cảnh báo va chạm ở phía trước á. Cruise control chúng ta cũng có thể can thiệp nè. Lane assistance, thì lane assistant á, ở đây chúng ta thấy nó can thiệp được rất là nhiều, có nghĩa là chúng ta lựa chọn giữa sao, tức là nó chỉ báo bằng âm thanh, và vibration có nghĩa là ta lái nó sẽ rung lên khi mà chúng ta lấn lên thì nó sẽ cảnh báo chúng ta đó. Chúng ta có thể thấy là cái hệ thống cảnh báo trệch làn đường á, thì hoặc là nó chỉ warning, nó chỉ báo chúng ta biết chúng ta đi lạc thôi, nhưng mà nó không can thiệp vào cái hệ thống lái. Mà nếu chúng ta chuyển qua cái steering là nó sẽ can thiệp hệ thống lái, có nghĩa là khi chúng ta vô tình lạc lái đi lấn lên thì tự động nó sẽ đánh lái trả chúng ta về đúng cái lên của chúng ta. Hoặc là chúng ta những cái này là bot, là cả warning bằng âm thanh và cả can thiệp vào hệ thống đánh lái luôn. Chúng ta thấy là cái hệ thống này, cái bảng điều khiển này giúp cho chúng ta can thiệp rất sâu, rất rất sâu vào trong cái hệ thống. Chúng ta thấy đèn ở ngoài xe, đèn ở trong xe, chúng ta đều có thể điều chỉnh được hết. Đó, chúng ta thấy nè, chúng ta có auto active if engine stop, có nghĩa là khi chúng ta tắt động cơ thì cái parking brake, là hệ thống thắng của cái việc đậu xe, nó sẽ tự động nó kích hoạt. Chúng ta không có cái hệ thống máy lạnh thổi từ gió, thổi từ ghế ra, mà chỉ là hệ thống sưởi ghế thôi. Thì chúng ta có rất là nhiều những cái level để mà setting, những cái cấp độ để chúng ta setting nó. Thì ở trên đây chúng ta có một cái kính chiếu hậu trong xe, thì nó auto beam rồi, nó tự động tối xuống khi mà có cái đèn chiếu vào, thì cái này là cũng bình thường. Nhưng cái thiết kế này Tâm rất là thích, đó nghĩa là cái làm cho cái viền của cái này gần như là không có viền luôn, cho nên nó nhìn rất là sang trọng, rất là clear, rất là rõ. Ở phía dưới này, vì mọi thứ đã được điều khiển ở trên cái màn hình trung tâm, cho nên là những cái nút cơ ở phần điều khiển nó rất là tối giản. Chúng ta có cái nút power ở đây, nút volume, nút chuyển bài, sưởi kính, nút bật đèn ưu tiên, và một cái khe cắm thẻ nhớ. Và một cái điểm rất là đặc biệt trên cái xe này, đó là chúng ta thấy ở cái hộc để đồ bên hông này nè, không có cái công tắc để mở, không có cái lẫy để mà chúng ta mở, mà chúng ta sẽ dùng cái nút nhấn ở đây để mở cái cốp này. Thì khi mà chúng ta muốn khóa lóc nó lại thì chúng ta sẽ có một cái, chúng ta có thể cài được một cái mật mã mà chỉ chúng ta biết hoặc chúng ta cho ai đó biết. Thì khi muốn mở cái lóc này, chúng ta phải điền cái mật mã trong đây, rồi chúng ta bấm thì nó mới mở, còn người khác bấm nó sẽ không có mở ra. Đây là một cái tính năng rất mới mà Tâm rất thích.
Ở phía dưới này, khi trượt cái phần kim loại ra, chúng ta có chỗ để vừa hai cái khay để ly, một cái chỗ để mồi thuốc lá. Đây là hộp số, chúng ta hồi nãy tôi có nói đây là hộp số tự động 8 cấp Gearronic. Chúng ta đây, cái điểm đặc biệt là cái nút khởi động động cơ thì khác với lại hầu hết tất cả những cái xe trên thị trường hiện nay là sử dụng nút nhấn là engine start stop. Thì ở trên cái chiếc xe Volvo này họ sử dụng cái núm xoay. Chúng ta muốn để khởi động động cơ là xoay qua phải và muốn tắt động cơ là xoay qua trái. Ở phía sau, phía dưới nó chúng ta có cái drive mode. Thì trên chiếc xe Volvo XC90 họ cho chúng ta bốn cái chế độ lái khác nhau. Đó là bao gồm chế độ Eco nè, Comfort nè, chế độ dùng để off-road và một cái chế độ dynamic. Dynamic là cái chế độ high performance, nó sẽ cho chúng ta cái công suất tối đa, mô hình xoắn tối đa, chủ yếu là về sức mạnh, về tốc độ. Ở phía dưới này chúng ta có phanh tay điện tử và hệ thống tự động phanh. Cái hệ thống tự động phanh này theo Tâm đánh giá thì ở đường xá Việt Nam và đặc biệt là ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đó, nó cực kỳ hữu dụng. Là khi chúng ta chạy mà dừng liên tục đường đỏ thì chúng ta đạp nó sẽ tự động nó giữ cái lực phanh đó. Để chúng ta buông chân ra, chúng ta đỡ bị mỏi chân là cứ đạp nhã, khi nào chúng ta chuyển qua cái bàn đạp chân ga thì xe nó sẽ quất trở lại, nó sẽ buông cái hệ thống thắng nó ra. Ở phía sau này chúng ta có một cái hộc để đồ, có cổng USB, cổng aux in, không quá rộng lắm đó các bạn, nhưng mà nó cũng vừa đủ để bóp hay là những cái vật cá nhân. Và memory ghế được ba cái memory cho cỡ hai bên luôn, cả người lái và hành khách ở phía trước. Cái điểm đặc biệt của cái hệ thống ghế chỉnh điện trên xe Volvo XC90 mới đó là cái hệ thống cái phần đỡ phía dưới này chúng ta có thể điều chỉnh ra vào được, giúp chúng ta đỡ mỏi hơn trong những cái cung đường xa. Cái ấn tượng đầu tiên mà khi Tâm ngồi vào khoang sau của chiếc XC90 mới đó là cái không gian bên trong rất là rộng rãi. Chúng ta có thể thấy ở đây là cái trần xe cao, cái khoang ngồi của hành khách rất là thoải mái, đặc biệt là cái loại da mà sử dụng trên cái XC90 là một loại da mềm, Tâm rất là thích cái kiểu da này. Và một cái điểm nữa đó là ở trên này chúng ta thấy ở đây chúng ta có được trang bị một cái rèm che nắng, chỉnh cơ, chỉnh tay thôi. Hệ thống dàn lạnh phía sau thì giống như hồi nãy Tâm đã nói là chiếc XC90 được trang bị hệ thống 4 vùng độc lập. Thì ở khoang phía sau, hành khách ngồi bên trái và bên phải đều sẽ có thể chỉnh được nhiệt độ độc lập với nhau. Thông qua cái bảng điều khiển cảm ứng ở đây, nhiệt độ và lưu lượng gió. Thì về cái cửa gió, chúng ta có hai cái cửa gió cho mỗi mỗi bên hành khách phía sau, đó là một cái nằm ở ngay chỗ con ngựa và một cái nằm ở trên cái cột chữ B, giống với lại thiết kế của thường thấy của Mercedes. Ở trong đây chúng ta có một cái bệ tỳ tay và chúng ta có một cái khay có thể đựng được hai chai nước. Cái này thì nó cái độ tiện lợi của nó thì chắc mọi người cũng biết rồi. Khi những chuyến đi xa, hành trình xa mà có cái bệ tỳ tay ở ngay giữa này thì cho cảm giác ngồi rất là thoải mái. Thêm một cái điểm cộng nữa cho cái hàng ghế thứ hai trên cái XC90 đó là cái khả năng chúng ta có thể thay đổi được cái chỗ để chân, khoảng để chân này trượt lên trượt xuống để tăng thêm cái không gian cho hàng ghế thứ ba, và cái lưng ghế cũng có thể điều chỉnh được rất là nhiều cấp độ. Trên cái XC90 thì giống như Tâm nói, đây là cái phiên bản 5 cộng 2, cho nên chúng ta cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng về cái độ rộng rãi, cái sự thoải mái ở cái hàng ghế cuối cùng. Tuy nhiên chúng ta thấy ở đây chúng ta vẫn có thể ngồi được hai người lớn, nhưng mà nó sẽ không có được dễ chịu lắm đâu. Và cái hàng ghế thứ ba này nó cũng có hai cái cửa gió nằm ở trên cái cột chữ C. Giúp cho cái người ngồi ở hàng ghế thứ ba vẫn nhận được cái sự mát mẻ. Và dĩ nhiên cái cửa gió này nó cũng được điều khiển qua cái bảng điều khiển ở phía trên hàng ghế thứ hai. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi một vòng khám phá những cái nét mới, những cái nét rất là ấn tượng trên cái chiếc XC90. Thì hiện tại XC90 được chào bán ở Việt Nam với hai phiên bản, đó là Momentum, tức là cái bản mà chúng ta vừa mới Tâm vừa mới giới thiệu với mọi người, và một cái bản cao cấp hơn là cái bản XC90 Encryption. Thì ở cái bản kia nó sẽ có nhiều cái tính năng hơn nữa, ví dụ như là có thêm cái cửa sổ trời sunroof và camera 360 độ xung quanh xe. Thì đây là một cái sản phẩm mới, một cái hình ảnh mới vào trong cái phân khúc SUV chung phân khúc với lại BMW X5, Audi Q7 và Mercedes GLS. Thì với một cái tình cảm mà từ lâu rồi Tâm đã gửi gắm vào cái thương hiệu của Thụy Điển Volvo, thì Tâm tin rằng cái đây là cái sản phẩm rất là hứa hẹn sẽ khuấy đảo cái thị trường SUV hạng sang sắp tới tại Việt Nam. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái clip giới thiệu xe Volvo XC90 của Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok.